Trước đây thì sự hy vọng ở trên hàng công của Sông Lam Nghệ An được kỳ vọng rất nhiều vào một cái tên đó là Olaha, và bây giờ thì anh đã có người xe lửa trên hàng công, đó là Vinicius. Như vậy là hiệp 1 trận đấu giữa câu lạc bộ Thanh Hóa gặp câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thuộc vòng đấu thứ 15 của giải vô địch quốc gia World Cup 2007 năm 2019 đã bắt đầu. Lại là Xuân Mạnh, Đình Đồng, Văn Bình. Rất khó chịu. Một tình huống băng ra kịp thời của thủ môn Bá Sơn. Đây là tình huống treo bóng rất khó chịu của Sông Lam Nghệ An. Cao Xuân Thắng di chuyển rất khôn ngoan, anh không ở trong tư thế việt vị. Hiệp 1 đã diễn ra với một thế trận giằng co giữa hai đội. Tốc độ trong khoảng hơn 10 phút đầu tiên của trận đấu được đẩy lên rất cao, nhưng sau đó rất nguy hiểm. Một tình huống đánh đầu phá bóng nhưng chút nữa đã trở thành pha đốt lưới nhà của trung vệ Lê Văn Đại. Thì có lẽ là trọng tài Hoàng Anh Tuấn xác định đã có lỗi cào chân của Juan Vinicius. Tình huống này kể cả pha đánh đầu của Lê Văn Đại, bóng có đi vào trong khung thành của đội nhà thì có lẽ sẽ không có bàn thắng dành cho cao thủ Sông Lam Nghệ An. Người thực hiện quả phạt góc cho đội khách Sông Lam Nghệ An vẫn là tiền vệ Hoàng Văn Bình. Rất nguy hiểm, Cao Xuân Thắng không vào. Một pha xử lý rất hay, cho thấy được sự tự tin về kỹ thuật của Cao Xuân Thắng. Anh xử lý rất mềm dẻo, nhưng cú dứt điểm cuối cùng thì bóng lại đi vo sang ngang khung thành của cao thủ Thanh Hóa. Một tình huống xử lý làm thót tim những cổ động viên của đội chủ nhà. Chúng ta hãy cùng xem lại. Động tác giả của Cao Xuân Thắng đã đánh lừa được Minh Tùng. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý rất đáng tiếc của Cao Xuân Thắng. Một cú dứt điểm mà nếu theo đúng ý đồ của tiền vệ áo số 17 này, rất khó để cho đội chủ nhà có thể tránh khỏi bàn thua. Chiến thắng trong trận đấu hôm nay sẽ có ý nghĩa rất quan trọng cho mục tiêu cạnh tranh huy chương của cả câu lạc bộ Thanh Hóa và câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay, khi mà khoảng cách trước vòng đấu thứ 15 này của hai đội với nhóm xếp trên không phải là quá lớn. Olaha dứt điểm rất nguy hiểm, cú dứt điểm thứ hai sau khi vào sân của tiền đạo Hồ Tuấn Tài. Chấn thương là điều khiến cho tiền đạo áo số 10 của Sông Lam Nghệ An không duy trì được sự ổn định về phong độ. Nguy hiểm, tỷ số là 1-0 dành cho cao thủ chủ nhà. Cú đánh đầu cản thành của Gordon Rimario, một sự trở lại sau án treo giò rất ấn tượng của tiền đạo người Jamaica. Phút thứ 75 của trận đấu, sau những cơ hội bị bỏ lỡ thì cuối cùng đội chủ nhà đã có được bàn thắng mở tỷ số, và đây là bàn thắng thứ 5 tại giải vô địch quốc gia năm nay của Gordon Rimario cho câu lạc bộ Thanh Hóa. Trong tình huống vừa rồi thì rất khó để có thể trách cứ đối với thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Và nếu điều đó xảy ra thì đây sẽ là màn ra mắt sân nhà ở mùa giải năm nay đầy ấn tượng của tân huấn luyện viên Vũ Quang Bảo. Ở vòng đấu trước, vòng đấu cơ không vào. Đó là cơ hội dành cho Lê Văn Thắng. Nếu như cú dứt điểm vừa rồi của Lê Văn Thắng được kết thúc với một bàn thắng thì gần như nó sẽ là dấu chấm hết cho những hy vọng có điểm của đội khách Sông Lam Nghệ An. Một cơ hội rất thuận lợi, nhưng cú dứt điểm của Lê Văn Thắng cũng gần giống như cú dứt điểm của Anthony Stevens trong hiệp 1. Một góc sút tương tự và một điểm đi của trái bóng cũng tương tự như vậy. Chỉ có điều khác là trong hiệp 1, Lê Văn Thắng là người kiến tạo cơ hội cho Stevens, và vừa rồi cơ hội đã trực tiếp đến với cầu thủ áo số 10 này. Rimario, cơ hội phản công. Vẫn là Rimario. Rất khỏe. Rimario, cơ hội Anthony Stevens. Vẫn còn Rimario, tuyệt
Phút thứ 86, chắc chắn là Gordon Ribeiro sẽ là người xuất sắc nhất của trận đấu này. Anh là người khởi đầu cho tình huống phản công, vượt qua 3 tới 4 cầu thủ áo đỏ, kiến tạo cơ hội cho tân binh Anthony Stevens. Tiền đạo người Jamaica đã không tự tin trong cơ hội của riêng mình, nhưng anh đã quan sát rất tốt và chuyền bóng cho Ribeiro trong một tư thế thuận lợi hơn để nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 86 cho đội chủ nhà. Cú đúp của Gordon Ribeiro, và vừa rồi đó có lẽ chính là dấu chấm hết cho những hy vọng có điểm của đội khách Sông Lam Nghệ An. Vinicius vẫn cầu vào. Cú đánh đầu, không, đó là cú đánh đầu của Olaha. Và như vậy là trận đấu đã khép lại với chiến thắng chung cuộc 2-0 thuyết phục dành cho đội chủ nhà câu lạc bộ Thanh Hóa. Một cú đúp của tiền đạo người Jamaica Gordon Ribeiro. Anh đã có được 6 bàn thắng tại giải vô địch quốc gia năm nay. Và điều quan trọng là ngày hôm nay anh đã giúp cho huấn luyện viên Vũ Quang Bảo có được màn chào sân nhà ấn tượng